Em đi chơi đi. Em đang học mà. Em đi chơi không? Chưa xong, đang học mà. Em xong chưa, lâu quá vậy? Chưa, vẫn đang học mà. Mày học cái gì mà học nhiều vậy? Em học tiếng Anh. Đâu, nói vài câu đi xem nào. Em nói sợ chị không hiểu ấy. To the left, it's a left alone. Didn't wanna be a princess. I'm priceless. A prince not even on my list. Love is a drug that I quit. No doubt. Ủa sao chị suốt ngày chơi bời lêu lổng mà chị giỏi tiếng Anh vậy? Đó là do chị có cái app Duolingo này nè. Nó có 40 ngôn ngữ như Trung, Anh, Hàn, Nhật, vân vân và mây mây. Toàn miễn phí, mày chỉ cần bỏ ra 15 phút để học mỗi ngày là giỏi như chị. Học mà chơi, chơi mà học. Đâu mà dịch câu này của tao xem nè.